Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mel TV. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục buôn son dạo của Mel TV. Mình lại quay trở lại ở đây các bạn. Bạn nữ ơi, vào ngay để xem là tuần này mình sẽ review son gì nào và mang đến son gì cho các bạn. Ok, thì cái em son hôm nay mình sẽ review bật mí cho các bạn, nó rất hot và rất phù hợp với những bạn nữ nào đang còn ở cái mức độ tuổi là học sinh, sinh viên và nghĩ đến cái dòng son vừa tiết kiệm nhưng mà vẫn đẹp đây này. Ok, mình sẽ cho các bạn biết đây. Đây là em Stimmung Lip Velvet, một em son kem cực hot từ khoảng độ năm 2018 đến 2019 là rất hot luôn. Thì em này cái lý do hot nhất của nó đó chính là về cái giá thành của nó cực kỳ rẻ. Các bạn có đoán được bao nhiêu không? Mình nghĩ là nhiều bạn biết bởi vì em này quá hot mà, đúng không mọi người? Một em như thế này chỉ có giá là 79.000 một cây thôi. Và nếu các bạn mua ở Mel TV các bạn sẽ nhận được combo, thí dụ 2 cây thì sẽ bao nhiêu? Các bạn nhớ coi hết clip để mình bật mí sau nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn biết là hôm nay mình sẽ review 4 màu nào của em son này. Đây, trên tay mình là 4 em son ngày hôm nay mình sẽ review. Và 4 em này mình sẽ bán ở ngay bên dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào link để đặt hàng luôn. Ở đây mình có em RD001 là màu đỏ thuần này, OR001 là đỏ cam cháy, ROR002 là đỏ cam đất và OML003 là em đỏ tím mận. Đây là 4 em mà theo mình được biết là 4 em best seller của dòng son Stimmung này luôn. Best seller như thế nào thì hãy đợi mình swatch son rồi biết nhé. Ok, chúng mình cùng swatch son nào. Cây đầu tiên chính là cây đỏ thuần nha mọi người. Đầu tiên là màu Classic Red đỏ thuần RD001. Đúng như tên gọi của em này thì khi vừa khui ra xong mình đã thấy một màu đỏ rực tông chuẩn classic luôn. Vì sắc đỏ này rất tươi nên đánh lòng môi hay phun môi đều tuyệt cả. Tông đỏ này rất là thích hợp với những bạn nữ yêu thích phong cách tươi tắn, nổi bật nhưng không kém phần quyến rũ. Phù hợp với những bữa tiệc sang trọng nếu đánh full môi và cực trẻ trung nếu đánh lòng môi cho những ngày hẹn hò. Lần đầu đánh thử em son này thì mình nhận thấy là chất son cực mịn và ẩm ướt, tạo cảm giác mềm mại cánh môi, rất là sướng luôn nha. Theo như mình đọc qua thì em này có chứa thành phần giúp mềm mịn đàn hồi, chống lão hóa khi tô lên môi và khiến cho đôi môi mình luôn căng mọng. Các bạn nhìn xem có đúng như vậy không nè. Ok, em thứ hai là một em son cực kỳ phù hợp với lứa tuổi teen luôn á. Sắc đỏ cam cháy cực nổi bật của em OR001 Brown Orange luôn là một trong những màu trend nhất dành cho những bạn trẻ ở xứ Kim Chi luôn. Mình coi K-pop nhiều nên mình thấy các idol trẻ tuổi thường dùng tông này không thôi. Tuy là có một chút tông đất nhưng mình thấy em rất tươi. Hoặc do sắc tối môi mình lên tông cam rất là bắt, nên là mình thấy khi lên môi tông cam này khá giống với cái em Classic Red mình vừa swatch vậy á. Mình nghĩ màu này phù hợp với các bạn da tông sáng hơn nhỉ. Và khuyết điểm duy nhất của em này là dễ trông vàng răng nếu răng bạn không thực sự trắng sáng. Tuy nhiên thì chất son nó vẫn rất là mịn và nhẹ, đánh son lên mà cảm giác môi nhẹ như không có lớp son nào trên môi vậy. Thích lắm. Đến với em thứ ba này thì mình hoàn toàn bị thuyết phục với dòng son Stimmung Lip Velvet này vì màu lên đẹp này, chất son mượt, mịn, êm môi mà giá thành lại rẻ. Như em này là màu OR002 Orange Brick đỏ cam đất, lên màu cực tuyệt. Đây có lẽ là em cam đất có tông mà mình thích nhất luôn. Vì trước giờ mình mua những em cam đất đều nằm ở mức thích vừa chứ không cảm thấy hợp bằng em Stimmung này. Màu lên rất là bắt mắt và phù hợp, đánh lòng môi lẫn phun môi luôn. Đánh một đường là lên màu ngay, không cần phải dặm nhiều. Vậy mà chỉ có 79.000 một em thôi á. Nếu mua ngay, link bên dưới video clip này trong thời gian từ ngày 21 tháng 11 đến 29 tháng 11 năm 2019 mà mình hỗ trợ bán á, thì mua 2 cây sẽ được tặng 1 với giá là 159.000, tiết kiệm đến 78.000. Set mua 3 tặng 2 là 249.000, tiết kiệm 158.000 đó, đã chưa? Đây là chiến dịch nhân dịp Black Friday đó, nên các bạn nhớ tranh thủ mà tạo cho mình cả set nhé. Đúng ngày mới có cái giá này đó nha mọi người. Đúng vào cái dịp từ 21 đến 29 tháng 11 là dịp Black Friday. Nhớ ghi vào sổ hẹn giờ nha mọi người. Ok, em cuối cùng là màu ML003 White Plum đỏ tím mận. Đây cũng là em tím mận đầu tiên mà mình đánh thấy hợp với gương mặt mình luôn á. Nào giờ đánh son tông tươi quen rồi, nay tìm được một em tông đậm đà, mặn mòi như thế này lại hợp với make up look thì khỏi phải nói nha, thích lắm luôn. Với những em tông son đậm thế này mà có một cây cỏ bé, mềm, ôm được hết các đường nét trên môi, khó để lem luốc ra như em Stimmung này quả là tuyệt đúng không? Nãy giờ cây cọ của dòng son này đúng là mình ưng ý luôn vì nó rất là thon gọn và dễ đánh nè. Chất son swatch lên nãy giờ đã 4 cây rồi nhưng môi mình vẫn không bị khô đi chút nào, mà sau khi đánh full môi, môi còn cảm thấy rất là căng và hầu như các khe nứt trên môi đều được lấp đầy. Mình không nghĩ rằng một em son giá học sinh như này lại cực kỳ chất lượng đến vậy luôn á. Mình nghĩ là sau khi coi clip xong các bạn nên mua ngay và trải nghiệm nha. Ok, thì các bạn đã xem xong mình swatch son rồi và các bạn thấy thích màu nào nhất vậy nhỉ? Đối với mình á, thì trong 4 màu này á, thì mình sẽ hơi thích cái màu ML003 một tí. Bởi vì thật ra thì bình thường mình sẽ thích tông đỏ hơn, nhưng mà do ba cây này nó hao màu nhau á, có khác nhau là cây này hơn sắc cam một xí cái kia thôi, nên là kiểu khó có thể chọn lựa ra được cây mình thích nhất trong ba cây này. Và cuối cùng thì cái cây đỏ tím mận này á, thì nó lại khác biệt hoàn toàn nên là mình thấy nó hơi nhỉnh hơn so với ba cây này một chút. Ok, thì đối với mình á, thì em son này rất là tiện luôn. Bởi vì sao? Tại vì mình rất là hay đi du lịch và rất là thích gọi là bỏ son vào túi, nhưng mà bình thường á, kiểu mình chỉ có thể để 1 đến 2 cây son ở trong túi thôi, bởi vì cái lượng túi, thí dụ ba lô thì không nói đi, nhưng mà những cái túi nhỏ đựng bóp, đựng tiền mà đi tiệc hay là cái thứ nó sẽ rất là nhỏ, nên là bỏ son vào chỉ được mấy cây, 1-2 cây thôi, không có bỏ được nhiều. Mà nếu như cái lượt buổi tiệc đó mình muốn thay đổi màu son á thì khó có thể nào thay đổi được, nên là với cái packaging như thế này thì rất là phù hợp cho cái việc, cái nhu cầu mà mình muốn để son ở trong những cái túi nhỏ như thế. Thứ hai nữa là những cây son như thế này mỗi cây nó chỉ có 3 ml. Và mình á, thì là đạo son kem, mình rất thích xài son kem luôn, thích hơn cả son thỏi nữa. Mà son kem á, khi đi du lịch á, thì hay bị hỏi lắm, nếu mà đụng trúng những hãng hàng không mà hơi khó tính một tí á, bạn nếu mà cây son của bạn nó quá to đi thì nó sẽ hơi bị gọi là người ta sẽ hơi khó về cái chuyện đem son vào hải quan á. Thì cái những cây son này bỏ vào cái túi hành lý của mình rất là dễ luôn, hành lý xách tay không có bị hỏi nhiều, bởi vì 3 ml là hoàn toàn an toàn khi mà đi qua hải quan. Và những cái packaging này nó được design rất là ok luôn, với rất là kiểu thời trang á mọi người nhìn cái màu đen thôi là thấy xịn rồi đúng không? Và những cây son kem đến từ Hàn Quốc thì mình rất là thích, bởi vì cái độ cấp ẩm của nó rất là tuyệt. Thì ở đây á, cái thành phần của son này nó rất phù hợp với những bạn nào có cái chất môi khô, dễ bị bong tróc da, bởi vì khi mình đánh lên mình cảm nhận được là cái son này cấp ẩm rất là tốt và gọi là che khuyết điểm hết được những cái lỗ, gọi là những cái đường vân khô nứt trên môi tạo ra đó mọi người. Thì cái son này nó che được hết và nó còn làm cho cái môi mình lúc nào cũng có cảm giác căng mịn ra và ẩm á, rất là thoải mái, nó không có bị quá là khô và cũng không bị cứng môi, cũng không bị gọi là vón cục cái chất son lên, đã tán rất là dễ. Nhưng cũng như là cái đầu cọ son các bạn cũng đã thấy đấy, thì cái đầu cọ son nó rất là nhỏ và rất là dễ đánh cho những bạn nào môi mà có những cái đường mà mỏng giống như mình, những đường mép mỏng giống như mình nè, thì những cái cây cọ nhỏ này rất là dễ tô ở bên trong và khó bị lem hơn. Và còn nữa, mình thấy các bạn gọi là 20 tháng 11 này các bạn hay hỏi mình ở trên Instagram là bật mí những cái món quà có thể gửi tặng đến cô giáo này, thầy giáo. Thì thầy giáo thì mình cũng hơi không biết lắm, nhưng mà về mặt cô giáo á, thì mình thấy là các bạn thấy thích hợp nhất luôn. Đối với các giáo viên mà là nữ á, thì phụ nữ cái chuyện dù có làm nghề nào thì cái việc làm đẹp lúc nào cũng là ưu tiên hết, và mình nghĩ tặng son lúc nào cũng là best idea hết, tại vì nó không bao giờ là dư, son đối với phụ nữ không bao giờ là dư, không bao giờ là thừa hết. Và những cây son này thì nó rất là rẻ và các bạn có thể tạo ra cái giá trị của món quà bằng cách các bạn có thể mua set 4 cây son này. Như mình đã nói ban nãy, set 4 cây son là các bạn được nhận ưu đãi rất là nhiều, nên các bạn nhớ mua hàng của mình ở ngay bên dưới. Thật ra là không phải là mình sản xuất son này để bán cho mọi người, mà là mình kết hợp với một bên đó là Ecomobi. Thì bên này sẽ kết hợp với fanpage của mình, các bạn chỉ cần click vào cái link bên dưới phần mô tả là sẽ dẫn đến ngay cái phần inbox của fanpage The Win Team. Sau đó sẽ có hệ thống trả lời cho các bạn về thông tin son cũng như là cách đặt son. Sau đó thì các bạn chỉ cần giữ điện thoại và chờ đến lúc shipper giao đến và nhận hàng thôi. Trời ơi, giá cực kỳ phải chăng này, rẻ ở cái mức học sinh chúng ta có thể chịu được. Và nữa là nó rất là đẹp, thích hợp làm quà, nên là các bạn có thể nghĩ đến việc là mua cho bản thân và cũng mua làm quà cho giáo viên như ngày 20 tháng 11 sắp tới đây, và cũng là tặng quà sinh nhật cho bạn bè hay là chị em các thứ. Thì đấy, như mình đã nói, son đối với phụ nữ không bao giờ là thừa hết, nên các bạn hãy mua đi nhé. Link mua hàng ở ngay bên dưới, click vào đi, rất là dễ mua luôn, thề. Bạn nào hay mua son của Mel TV sẽ biết điều đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Like, share and subscribe nếu các bạn thấy thích Mel TV nha. Và nếu các bạn muốn mua hàng thì như mình đã nói, cứ kéo phần mô tả ra có cái đường link, chỉ cần click vào đó sẽ có hệ thống chỉ cho các bạn cách mua hàng hết. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình lần nữa. Nhớ ấn cái chuông, cái nút đăng ký để có thể nhận mọi thông tin mỗi khi Mel TV ra clip mới nha. Và để trở thành một trong những người xem clip đầu tiên của mình. Sayonara.